Anh em đang sợ đồng đội chê khi không có skin súng xịn, hay sợ người yêu đá khi không có skin súng level cao? Đừng lo chuyện đó, hãy đến ngay với shoplaogio.vn. Chỉ với 100k có ngay một ạc có skin súng nâng cấp level cao. Đặc biệt, có cơ hội nhận miễn phí ạc cực VIP khi tham gia mini game trên kênh Lão Gió mỗi tuần. Còn chần chừ gì nữa, ghé shop luôn nào. Link shop ở bên dưới phần mô tả nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Hôm nay thì lại là thứ bảy rồi đây. Vậy nên là chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình nhá. Còn mình thì đương nhiên rồi, vẫn là một mini game như mọi khi. Sẽ là một con ạc từ 500k đến 1 triệu nha các bạn. Để xem là tuần này mình sẽ chọn cái súng gì đây. Hiện tại thì như các bạn biết thì SK giảm sức mạnh rồi, nên là mình sẽ không có mua những cái con ạc mà liên quan đến súng SK nữa. Mình sẽ mua những con ạc khác đi một tí. Tại vì SK giảm sức mạnh nhưng mà, đúng không? Đây, chắc là mình sẽ ưu tiên AK dòng xanh nhá. Đây, xem con này nha các bạn. Có AK dòng xanh, có MP40 mãng xà. Ngoài ra thì bonus thêm cây pha mát nữa. Các bạn nào mà chưa biết thì pha mát đợt này đang được tăng sức mạnh nha. Tăng nhiều lắm, tăng nhiều dã man luôn. Có khi lô nga lô ngơ sắp tới thì người ta lại chuyển qua bắn hết pha mát bây giờ đấy. Đồ đạc khá là nhiều. Hành động dù các thứ cũng rất là nhiều. Mỗi tội là không có Skywing thôi. Skin xe thì cũng tương đối này. Rồi xem thẻ quân cực nào. Vâng, các cái mùa gần đây thì được 2 mùa các bạn. 2 mùa là cũng đủ size rồi. Cái nick này đặc biệt là quần áo khá là nhiều, 172 cái áo lận. Rồi mình sẽ đi mua cái ạc này nhá. Và vẫn như mọi khi thôi, mình sẽ cho các bạn một cái mã giảm giá. Mã giảm giá này sẽ giảm tới 70% khi mà mua ạc trên shop của mình. Có một điều lưu ý là cái mã giảm giá này nó chỉ có tối đa là 10 lượt nhập thôi. Vậy nên là các bạn mà đang có nhu cầu mua ạc thì cứ ghé shop mình lại nhá. Chứ không lại phải chờ đến tuần sau mới có mã giảm giá đấy. A few moments later. Đến với trận đấu ngày hôm nay thì mình đang đi solo squad đây các bạn. Nói chung là mấy game làm quen đi game ngẫu nhiên rồi. Hôm nay đi solo squad. Hôm trước thì có một vài bạn comment thích mình chơi nhân vật nữ, nên hôm nay mình sẽ chơi nhân vật nữ luôn nha. Đối với mình thì nam nữ gì thì đều được hết. Nhưng mà mình thấy nhân vật nữ thì nó lợi hơn nhân vật nam một xíu. Chẳng qua là nhân vật nam thì chơi kiểu nó ngầu ngầu thôi. Chứ còn nếu như mà nói thẳng ra thì nhân vật nữ nó sẽ lợi hơn nhân vật nam rất là nhiều nhá. Tại vì người với lại đồ của nhân vật nữ ấy, kiểu nó nhỏ nhắn, nó xinh xắn ấy, nên là nó sẽ dễ nấp, rồi dễ tránh né hơn. Còn nhân vật nam thì thường người nó to, xong rồi đồ đạc nó cứ đồ sộ kiểu gì ấy. Nhìn cái nhiều khi nấp ở gốc cây nó hay bị lộ. Chưa kể là nhân vật nữ còn có mấy cái đồ kiểu như là bikini rồi các thứ đồ. Đấy, mặc mà ngồi xuống nấp vào góc nào gái là nhiều khi có bạn chạy qua không biết luôn đấy. Thôi, mình đã từng bị như thế rất là nhiều lần rồi, không phải một lần đâu. Các bạn cũng đừng có thắc mắc bảo tại sao nhân vật nữ nó lợi như thế mà mình lại không chơi nhiều. Nhưng mà nãy mình đã nói rồi đấy. Tại vì nhân vật nam khi mà chạy hay di chuyển hay là khi mà giết địch hay combat thì nhìn nó ngầu. Và với mình thì cứ ngầu là được rồi, không cần cái khác các bạn ạ. Hiện tại thì hôm nay mình xuống đảo dừa, vào vùng xanh. Chạy quanh cái đảo dừa này 3.800 vòng rồi nhưng mà vẫn không hề thấy team nào. Mặc dù hôm nay mình đi solo squad đấy nha. Tiếc ghê, mấy bạn ấy không thèm xuống cái đảo dừa này luôn. Mình thấy cái đảo dừa này ngon mà ta. Ví dụ như là nó không phải vùng xanh đi, xuống đây nó cũng ngon nữa cơ. Tại vì nó nhiều đồ mà nó lại còn cách biệt với thế giới bên ngoài. Thế mà các bạn ấy lại không xuống đây. Làm mình một thân một mình như thế này thôi. Đây rồi, đây rồi. Tìm mãi cuối cùng thì cũng thấy người rồi. Căng thế anh trai. Căng thế. Căng thế. Bạn ấy yếu rồi, dính một viên súng sạc của mình rồi. Không công qua. Lựa chọn bơm máu. Tới kìa. Móc vòng rồi kìa. Không quay lại à. Trời ơi, mình cứ nghĩ là bạn ấy sẽ quay lại cơ. Sao? Cơ hội của mình đây rồi. Kill đầu tiên. Gạt liền các bạn ơi. Để lâu đêm dài lắm, mộng lắm. Có người nữa. Có người đang tới. Từ, gạt đã. Rồi, xong. Mình sẽ lui tạm lên căn nhà này đi. Có người đang tới. Đó, góc đó. Dính à? Ê, tới đây rồi, nhanh vậy. Có lên đây không bạn? Đâu rồi?
Thôi thì cứ cao thủ không bằng tranh thủ vậy. Mình sẽ tranh thủ lút chút đồ nhá. Bạn kia bạn ấy chạy lòng vòng rồi. Đây, mình sẽ ra mình đặt cái mìn vào đây. Đấy. Lơ nga lơ ngơ, biết đâu lại lụng kill bởi trái mìn đấy thì sao. Ông thần đấy đâu rồi? À đây 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 đây. Một thành viên của team nào khác. Mình xin. Khu đấy vẫn còn nha. Nhưng mà từ từ. Mình vừa mới nghe tiếng gì đó. Bên này có người này. Quay lại lút đồ hả bạn? Mình đang vẫn còn ở đây mà dám quay lại lút đồ. À, mình xin nhẹ 2 kill đến từ bạn nhé. Đây rồi, đồng đội bạn ít rồi. Ồ, hên đấy. Đây, thủ nhà mất tiêu rồi. Mình có nên câu không các bạn? Không biết là ông này là team 1 hay team mấy đây? Ủa? Hình như là bạn ấy xuống dưới rồi. Đây đây đây, mình thấy này. Thanh niên kia, nãy giờ mình cứ nghĩ là bạn ấy lên nhà không á. Lộ ôm. Ê, lên nhà đúng lúc thế bạn ơi. Chạy kìa, chạy kìa. Chạy đi đâu. Ok, lia. Tới bây giờ mới lia được một team đấy. Còn không? Trường học còn không ta? Hình như là mấy cái bạn mà ở khu vực trường học ấy cùng team với hai cái bạn ở trong cái nhà nhiều lỗ mà nãy giờ đang công mình đây sao ấy. Tại vì bên đây có mỗi một người chạy qua, mình bắn gục cái xong rồi gạt cái là bắn mặt ở đây cái là lia luôn à. Khả năng cao là vậy lắm. Nãy giờ mình vẫn để ý mà, chưa ai chạy bo hết. Lại có tiếng súng bên kia kìa. Càng cái nhờ. Ấy. Có một người thôi à? Không biết mấy người ta. Hình như có một người thôi các bạn ơi. Mình sẽ lên luôn nhá. Có một người thì sao mà phải xoắn. Ý, trượt được kìa. Áo ma chưa. Đây mình tới này. Ơ kìa. Bạn này như kiểu là đang cố tình né tránh đường đạn của mình vậy. À thì ra là chọn phương án rút lui. Ok. Nam Hòa bạn ơi. Nam Hòa chạy bom. Có vẻ như là hơi khó rồi đây. Kiểu gì thì kiểu mình cũng phải tiêu diệt bạn ý à. Tại vì chỉ có một cái cáp treo duy nhất để mình đi xuống dưới kia rồi. Đấy, bạn đang chạy trước kìa. Chạy. Ui, chúng cái chảo kìa. Xót xa đấy nhờ. Đi vòng à. À, đây, đây, đây. Đi vòng, đi vòng. Một viên nữa thôi. Rồi, chắc bạn ấy bơm máu rồi. Căng ấy nhờ. Thôi, chắc có lẽ là mình cũng bơm nốt bình máu này. Mình phải tìm cách mình vào bo đây. Tại vì cái bo này nó đau lắm. Đây, mình sẽ bay vào nha. Biết đâu bất ngờ bạn ấy lại theo đường bay của mình. Bạn ấy bay vào hay sao. Rồi, làm một kèo đây cho chắc ăn. Bay vào không bạn ơi? Hình như không bay rồi. Tiếc thế. Mấy khi đợt trước mình hay đặt cái kiểu như thế là sẽ có bạn bay theo đấy. Rồi, không bay luôn. Không biết là tính mạng bạn ấy còn không. Trên đồi đang có người này, nên là mình không có cam được nhiều. Không hề thấy chạy vào luôn các bạn ạ. Đây rồi, có kill rồi. Đó. Từ đã, phải quan sát bên dưới đã. Ê. Mình xin. Lại có thêm một kill nữa. Kill phía trên thì chắc là khả năng cao là mình bị mất rồi. Tại vì bạn ấy đang bò mà nãy giờ vẫn chưa thấy nổ kill. Mình cũng không có thời gian để mình gạt được. Nó không có góc với lại nó hơi khó. Thôi đành chấp nhận mất một kill vậy. Chứ biết sao bây giờ. Đâu có cố được đâu. Trời ơi, bạn ấy kìa, bạn ấy đứng xa kìa. Này chắc là tầm tối đa rồi đấy. Nhưng mà tạm thời thì mình cứ ở đây đi. Tại vì mình vẫn an toàn mà. Yếu mà đòi ra gió hả bạn. Gặp gió là tắt điện liền. Thanh niên bên kia thì hơi yếu nha. Có kêu à? Rồi xong, hiểu luôn. Bên đấy bạn ấy còn đồng đội nữa. Đây. Một bé gục. Ok.
Ngon. Hai kiều easy. Ờ, đừng nói là mình bị cái kiều nha. Mình không muốn bị cái nữa đâu. Ôi rồi, vẫn còn cơ à. Buồn đấy, mình cứ nghĩ là hai bạn trên đấy hết rồi cơ. Ai ngờ đâu, đồng đội của bạn ấy vẫn quanh đấy à. Rồi, yếu hết rồi đấy. Như vậy là phía trên còn hai người, phía bên kia còn hai người. Ồ, có 4 người thôi à. Khả năng cao bên trên sẽ là một team 3 người rồi. Mà thôi, 3 người hay 2 người thì cũng cần được hết các bạn. Và tiện đây thì mình sẽ đưa luôn ra câu hỏi trong mini game tuần này luôn nhá. Câu hỏi trong mini game tuần này đó là: nhân vật mà mình đang sử dụng trong trận này có tên là gì? Đấy, các bạn hãy comment đáp án cộng với lại UID trong shop cộng với lại một con số may mắn từ 00 tới 99 xuống bên dưới phần comment. Bạn nào mà có câu trả lời nhanh nhất và có hai cái con số may mắn ấy trùng hoặc là gần trùng với lại kết quả xổ số miền Bắc đặc biệt ngày 26 tháng 3 thì các bạn sẽ nhận được con ạc mà mình đã mua đầu game. Nhớ là lưu ý là UID trong shop nha. Chứ mà các bạn mà điền UID ở trong game là chịu đấy, mình không có trao quà đâu. Hoặc có trao quà thì trao nhầm thằng ID khác là các bạn chịu nha. Còn cách lấy UID shop của mình thì các bạn xuống phần mô tả của video này, nó sẽ có một cái đường link shop. Thì các bạn ấn vào cái đường link shop đấy, sau đó các bạn đăng nhập vào shop và các bạn vào thông tin cá nhân và lấy cái UID ở đấy nhá. Ngoài cái giải đặc biệt là con nick ra thì mình sẽ chọn thêm ngẫu nhiên 3 bạn trong những bạn có câu trả lời chính xác còn lại để tặng cho 200k trong shop của mình. 200k thì nói chung là nó không có nhiều, nhưng mà nếu như mà các bạn add thêm cái mã giảm giá mà mình cho ở thứ bảy hàng tuần ấy vào mà đi mua nick là cũng được một con ạc ra gì phết đấy các bạn ạ. Không phải đùa đâu nha. Rồi, hiện tại thì chỉ còn có hai thanh niên nữa thôi. Nãy giờ chạy xà quần nên là mình cũng không có tập trung bắn được. Đây, giờ sẽ tập trung đây. Ý, căng thế anh trai, căng thế anh trai. Cái súng sạc hôm nay mình nhặt nó giống như kiểu là nó bị hỏng hay sao ấy, toàn phải bắn 2-3 viên mới chết thôi. Nó không như dự tính của mình lúc đầu là 1 viên 1 mạng. Né né này. Rồi xong rồi, nó hơi delay tí, chắc là do mạng nó lag các bạn. Ok, như vậy là clip của mình đến đây thôi nha. Chúc các bạn tham gia mini game may mắn và hẹn gặp lại các bạn vào clip lần sau. Bye bye.